bạn bỏ tiền vào khoảng công ty quản lý quỹ mở thì thứ nhất là các bạn tiết kiệm thời gian từ một quỹ mở nếu mà xét về chung và dài hạn thì theo thống kê ở mặt chung và dài hạn thì thông thường quỹ mở cái hiệu suất đầu tư tốt hơn là nhà đầu tư cá nhân thậm chí tới 80 tới 85 phần thì cái độ biến động tài sản các bạn nó sẽ thấp hơn rất nhiều so với lại các bạn tự đầu tư Chào mừng các bạn đến với Quỹ mở 101, chuỗi podcast đến từ Dragon Capital Việt Nam, nơi các chuyên gia sẽ giúp bạn trở nên tự tin hơn trên hành trình đầu tư của chính mình. Trong 10 tập tiếp theo đây, các chuyên gia của Dragon Capital sẽ giúp bạn mở ra rất nhiều khía cạnh của quỹ mở, từ những khái niệm cơ bản đến những chiến lược đầu tư hiệu quả. Và ngày hôm nay, trong tập đầu tiên, chúng ta sẽ bắt đầu với các câu hỏi nền tảng như chứng chỉ quỹ mở là gì và tại sao đây lại là một lựa chọn hấp dẫn? một chiến lược đầu tư thông minh dành cho tất cả các nhà đầu tư. Để giúp các bạn có thể hiểu rõ hơn vấn đề này, ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến đây một chuyên gia, một vị khách mời vô cùng đặc biệt đến từ Dragon Capital Việt Nam. Anh sẽ giúp chúng ta chia sẻ những kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh tài chính mà anh hiện đang đảm nhiệm. Anh Tuấn ơi, Quyên rất vui mừng được chào đón anh đến với tập đầu tiên của Quỹ M101 ngày hôm nay ạ. Cảm ơn Quyên. À, xin chào các thính giả à, của chương trình Quỹ M101 tôi là tuấn giám đốc đầu tư của quỹ roger capital dạ vâng à, với những kinh nghiệm và những um, trải nghiệm của anh trong hành trình uh, chinh chiến trên thị trường tài chính thì em rất mong là ngày hôm nay thì anh có thể mở ra rất nhiều uh, bài học mới cũng như giúp cho quyên và các nhà đầu tư mới trên thị trường sẽ vỡ ra nhiều cái kiến thức hơn liên quan đến thế giới về quỹ mở và chứng chỉ quỹ ạ À, cũng có một số cái quan niệm về cái sản phẩm chứng chỉ quỹ mở trên thị trường à, mà em rất muốn anh có thể giải đáp cho em cũng như các nhà đầu tư mới và tìm hiểu thêm về sản phẩm chứng chỉ quỹ này để có một cái nhìn toàn diện hơn và nhận thức đúng đắn hơn về về sản phẩm trước khi chúng ta xuống tiền để chính thức đầu tư. À, một số người thì quan niệm rằng chứng chỉ quỹ mở chính là một cái sản phẩm mà mình có thể đem cái nguồn tiền nhà rỗ của mình đưa cho các công ty quản lý quỹ. Từ các công ty này thì các chuyên gia ở trong công ty quản lý quỹ có thể sử dụng nguồn tiền này để đi đầu tư và đem lại lợi nhuận cho nhà đầu tư. Theo anh thì quan niệm này có đúng hay không ạ? Quyên vừa trả lời đúng rồi đó ạ. À. Thì hình thức quỹ mở là hình thức mà nhà đầu tư góp vốn cùng với các nhà đầu tư khác để sử dụng khoản tiền đó đầu tư vào quỹ mở. Quỹ mở sẽ được quản lý bởi công ty quản lý quỹ và quỹ mở cũng đồng thời được quản lý bởi các cơ quan nhà nước thì do đó cái về mặt pháp lý rất là an toàn thứ hai là khi mà tiền mà và nộp vào đóng góp vào chung trong quỹ mở đó thì nhà quản lý quỹ chuyên nghiệp sẽ quản lý tiền của các bạn đầu tư những khoản tiền đó vào thị trường tài chính Dạ vâng. À, như vậy thì em có thể hiểu là khi mà em đầu tư vào chứng chỉ quỹ thì em sẽ có được nhiều lợi thế hơn so với việc là em tự tìm kiếm hoặc là tự đầu tư vào cổ phiếu ở trên thị trường. Như vậy có đúng không anh? Nó có những cái điểm cộng và những điểm trừ thì à, Tuấn cũng xin chia sẻ với khán dạ giả là có 3 điểm cộng và đó là một hai điểm trừ thì ba điểm cộng thứ nhất á, là khi mà các bạn bỏ tiền vào khoảng công ty quản lý quỹ mở thì thứ nhất là các bạn tiết kiệm thời gian rất tiết kiệm thời gian điểm thứ hai là khi mà đầu tư vào quỹ mở nếu mà xét về chung và dài hạn thì theo thống kê ở mặt chung và dài hạn thì thông thường quỹ mở cái hiệu suất đầu tư tốt hơn là nhà đầu tư cá nhân thậm chí tới 80 mươi tới tám là tốt hơn số lượng nhà đầu tư cá nhân 80 85%. Cái điểm thứ ba có lẽ rằng là một cái điểm khá là quan trọng. Có nghĩa là khi mà các bạn đầu tư một quy mở thì cái độ biến động tài sản các bạn nó sẽ thấp hơn rất nhiều so với lại các bạn tự đầu tư. Vâng, à, em được biết là việc đầu tư nào và sản phẩm đầu tư nào bên cạnh cái lợi ích thì cũng đi kèm những cái rủi ro nhất định ấy thì với chứng chỉ quỹ nó sẽ có những cái rủi ro gì mà nhà đầu tư mới như em và các khán thính giả đang theo dõi quỹ mở 101 cần phải lưu ý hơn anh nhỉ. Thực sự đầu tư quỹ mở như mình nói chưa hết ý là cái đầu tư quỹ mở và đầu tư tự đầu tư vào thị trường chứng khoán khác biệt nhau là điểm trừ là gì? Điểm trừ là cho bạn cái cảm xúc không bằng các bạn tự đầu tư vào thị trường chứng khoán. Các bạn sẽ có những cổ phiếu các bạn chọn lựa các bạn nghe lời khuyên của ai đó và các bạn có thể là nhân 2 nhân 3 tài khoản lên. Nhưng chắc chắn một điều là chứng chỉ quỹ mở sẽ không cho các bạn cái chuyện nhân 2, nhân 3 tài khoản trong một thời gian ngắn được cái chuyện đó gần như là không có thể xảy ra rất khó xảy ra thì cái đó là điểm trừ có nghĩa là về mặt vấn đề cảm xúc các bạn sẽ không có cảm xúc bằng các bạn tự đầu tư à, quay trở lại với cái thời điểm mà nếu như anh có một cái cái cơ hội nào đó anh được quay về, trở về quá khứ khi mà anh mới chân nữa chân giáo bước chân vào cái thị trường tài chính này nếu như được có cơ hội đó anh sẽ khuyên nhủ bản thân mình điều gì ạ có lẽ là có hai điều thì thứ nhất là cái sự kiên nhẫn đó, là một cái cực kỳ quan trọng trong thị trường tài chính cái thứ hai là phải luôn không ngừng học hỏi bởi vì thị trường thì sẽ có lúc lên lúc xuống và cái chuyện mà cảm xúc của chúng ta đi theo thị trường nó sẽ có độ biến động rất là lớn trong một quá trình làm trong quá trình làm thì làm sao đó chúng ta phải kiểm soát được mặc dù nó hơi trái ngược với tự nhiên là kiểm soát được lòng tham và sự sợ hại để mà đối đầu với thị trường và có những cái quyết định nó mang tính hàm hàm lượng chất xám cao và mang tính chuẩn chỉnh trong chung và dạy. Đã vâng. À, trong suốt cái hành trình tham gia vào thị trường tài chính cũng như chinh chiến trên thị trường rất nhiều à, cám dỗ, à, rất nhiều cái cơ hội này thì không biết là đã có những kỷ niệm đáng nhớ nào mà đến tận bây giờ anh Tuấn vẫn không thể nào quên mà có thể chia sẻ thêm cho Quyên cũng như là các khán thính giả của quỹ mở 101 có thể biết thêm không ạ? Một câu hỏi khá hay và thú vị Quyên ạ. À. Thì thật sự mà nói là nếu như mà có một cái kỷ niệm thì vậy này thông thường thị trường và nhà đầu tư thông thường đi ngược lại những cái mong muốn của nhà quản lý quỹ những giai đoạn mà thị trường nóng và sốt á, thì rất nhiều tiền nộp vào nhưng mà những giai đoạn mà cảm thấy thị trường rất hấp dẫn nó ngồi nó lạnh thì là lại là giai đoạn họ bị rút ra đó là cái sự trái ngược và cái sự đó là cái sự mà đi ngược lại với lại quy tắc đầu tư nhưng lại rất đúng với lại bản chất con người cái đó là cái mà vấn đề mà cá nhân anh cảm thấy rằng là rất khó để mà đối diện với nó Dạ vâng, một bài học mà xương máu vô cùng quan trọng mà mà các nhà đầu tư mới rất nên lưu ý phải không ạ? Em cảm ơn anh Tuấn rất là nhiều về những cái chia sẻ, những thông tin bổ ích mà anh đã bước đầu đem đến cho Quyên và các nhà đầu tư mới chập chững bước chân vào thị trường tài chính này. À, các bạn thân mến, ngày hôm nay trong số đầu tiên của quỹ mở 101 chúng ta đã có những cái thông tin hữu ích cơ bản đầu tiên để tìm hiểu thế nào là chứng chỉ quỹ và biết được uh, một phần cơ bản tại sao nó lại là một chiến lược đầu tư thông minh dành cho tất cả những nhà đầu tư mới khi mới bước chân và tìm hiểu về thị trường này chúng ta hãy cùng uh, đồng hành với Quyên và những chuyên gia của Dragon Capital để mở ra thêm những chân trời mới liên quan đến thế giới về họ nhà quỹ trong cái tập tiếp theo của quỹ mở 101 nhé xin cảm ơn các bạn